Theo Bộ Công an, chỉ trong một năm qua, số tiền người dân trên cả nước đã bị lừa đảo lên tới gần 10.000 tỷ đồng. Trong đó, có 91% thông tin liên quan lĩnh vực tài chính. Số tiền nạn nhân bị chiếm đoạt từ vài chục triệu cho đến hàng trăm triệu, thậm chí nhiều tỷ đồng. Thế nhưng, có đến trên 1.200, trên 1.500 vụ án đã khởi tố, phải tạm đình chỉ điều tra, gia hạn điều tra vì không xác định được thủ phạm của vụ việc. Vậy, làm sao để hạn chế tình trạng người dân bị lừa đảo hoặc nếu xảy ra thì số tiền bị chiếm đoạt sẽ không quá nhiều như các vụ việc vừa qua? Giải pháp căn cơ cho bài toán này chính là triển khai phương pháp sinh trắc học trong giao dịch chuyển tiền trực tuyến. Đây được xem là công nghệ bảo mật nhất cho đến thời điểm này, giúp người dùng hạn chế, giảm thiểu số tiền bị chiếm đoạt. Tức là nếu xảy ra thì tối đa chỉ là 20 triệu đồng, sau đó không thể bị mất thêm nữa dù đối tượng phạm tội có chiếm cả quyền điều khiển điện thoại của chủ tài khoản. Nội dung này sẽ được chúng tôi làm rõ trong mục tiêu điểm hôm nay. Sinh trắc học là một lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng công nghệ số hóa liên quan đến việc xác minh danh tính và nhận dạng con người dựa trên các đặc điểm sinh học duy nhất của họ. Các đặc điểm sinh học này có thể bao gồm vân tay, giọng nói, khuôn mặt, chữ viết tay. Sinh trắc học được sử dụng để thay thế hoặc bổ sung cho các phương pháp xác minh danh tính truyền thống như mật khẩu, thẻ thông tin hoặc mã PIN. Các đặc điểm sinh học của con người sẽ được thu thập, phân tích và lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu điện tử. Do vậy, việc bảo mật sinh trắc rất thuận tiện và an toàn. Hiện nay, phương pháp sinh trắc học còn được thực hiện bằng việc quét mống mắt, quét khuôn mặt 3D hoặc phân tích giọng nói. Với giải pháp này, việc xác minh danh tính một cá nhân nào đó là không thể làm giả. Bởi vậy, sinh trắc học đang được phát triển và mở rộng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như làm căn cước, đăng ký tài khoản, thực hiện giao dịch chuyển tiền online. Chính bởi hiệu quả về tính bảo mật như vậy nên vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã quy định từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, nếu chuyển tiền qua tài khoản trực tuyến hoặc nạp tiền vào ví điện tử trên 10 triệu đồng, phải được xác thực sinh trắc học qua khuôn mặt hoặc vân tay. Giải pháp này đưa ra nhằm ngăn ngừa tình trạng trên cả nước liên tiếp xảy ra vụ việc người dân bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt rất nhiều tiền bằng nhiều thủ đoạn và công nghệ tinh vi. Theo quyết định 2345 của Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, người dùng khi chuyển tiền qua tài khoản trực tuyến hoặc nạp tiền vào ví điện tử trên 10 triệu đồng sẽ phải xác thực sinh trắc học qua khuôn mặt hoặc vân tay. Tức là người thực hiện chuyển tiền phải soi khuôn mặt mình vào ứng dụng camera trước để đảm bảo đây là hình ảnh sống, chính chủ đang giao dịch. Hình ảnh khuôn mặt vân tay sẽ được đối chiếu với dữ liệu lưu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an quản lý. Công nghệ này hạn chế tối đa khả năng làm giả và sẽ có tính bảo mật cao nhất đến thời điểm này. Đối với người dùng nó cũng sẽ rất là tiện lợi, bởi vì là khuôn mặt của mình thì mình chỉ việc đưa camera thôi, quét vân tay. Gần như là đến lúc đó thì cũng tránh được những cái trường hợp như là người dùng quên mật khẩu này. Và thứ hai là khuôn mặt thì mình sẽ, khuôn mặt và vân tay là nó là duy nhất của con người rồi. Kể cả là có dùng những cái công nghệ AI để tái tạo các thứ thì cơ bản cái công nghệ sinh trắc học hiện tại thì nó sẽ loại bỏ được các cái nội dung đó. Với việc xác thực sinh trắc học này thì kể cả khi khách hàng có lỡ chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng lừa đảo thì vẫn có thể lấy lại được tiền, bởi vì cơ quan công an có thể xác định được danh tính của người chuyển, người nhận qua việc đối chiếu với các thông tin trên căn cước có gắn chip. Cho đến thời điểm này chưa ghi nhận công nghệ nào có thể vượt qua lớp bảo mật sinh trắc học. Thế nhưng các đối tượng tội phạm công nghệ cao cũng rất tinh vi. Khi không thể chiếm đoạt tiền của người khác qua chuyển tiền online, chúng lại lợi dụng thời điểm người dùng gặp khó khi tiếp cận công nghệ mới để thực hiện hành vi lừa đảo với chiêu trò mạo danh nhân viên ngân hàng, đề nghị hỗ trợ cài đặt sinh trắc học. Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng thường lập các nick ảo như nhân viên ngân hàng, hỗ trợ khách hàng, rồi trà trộn tương tác với những bình luận của khách hàng dưới các bài viết đăng trên mạng xã hội, fanpage chính thức của ngân hàng. Từ đó đề nghị người có nhu cầu liên hệ riêng để được hỗ trợ giải đáp. Khi người dùng đồng ý hỗ trợ, chúng sẽ đề nghị cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, hình ảnh căn cước công dân, hình ảnh khuôn mặt, thậm chí có thể yêu cầu cuộc gọi video để thu thập thêm giọng nói cử chỉ. Bản chất các chiêu trò lừa đảo sinh trắc học là đề nghị hỗ trợ cài đặt sinh trắc học để thu thập thông tin tài khoản và lợi dụng để thực hiện các cái hành vi vi phạm pháp luật, giống như là rửa tiền, trốn thuế,
lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Một số cách thức mà lừa đảo phổ biến đang được các cái đối tượng áp dụng thực hiện như là liên hệ với khách hàng bằng các cái hình thức như gọi điện, nhắn tin, kết bạn qua các cái mạng xã hội Facebook, Zalo. Qua mạng xã hội, các đối tượng lừa đảo cũng có thể đề nghị gợi ý người dùng cài đặt những ứng dụng phần mềm chứa mã độc có giao diện hình ảnh gần tương tự với ứng dụng chính thống của Bộ Công an, cơ quan quản lý nhà nước hay các tổ chức tín dụng. Khi nạn nhân tải về các phần mềm, chúng sẽ dễ dàng theo dõi các thao tác mà nạn nhân thực hiện trên thiết bị, từ đó khai thác sâu hơn các thông tin quan trọng để thực hiện các hành vi lừa đảo khác. Khi thực hiện việc sinh trắc học thì sẽ thực hiện qua hai hình thức cụ thể như sau. Một là thực hiện với việc xác định sinh trắc học trên cái phần mềm điện thoại tại cái phần app đã tải về của hệ thống ngân hàng mà mình đang sử dụng, hoặc trực tiếp đến với quầy địa điểm giao dịch của ngân hàng nơi chúng ta sử dụng và dùng cái tài khoản ngân hàng đó để thực hiện. Cán bộ ngân hàng sẽ hướng dẫn, chứ không được qua bất kể các hình thức như được gửi đường truyền hay được đường dẫn đến để hướng dẫn, kể cả nhân viên ngân hàng có gửi đường truyền hướng dẫn là không chính thức. Để hiểu rõ hơn về các chiêu trò lừa đảo liên quan đến việc triển khai sinh trắc học trong giao dịch ngân hàng cũng như giải pháp ngăn chặn từ phía cơ quan quản lý nhà nước, phóng viên Truyền hình Phú Thọ đã có cuộc phỏng vấn lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Phú Thọ. Cảm ơn ông đã tham gia cuộc phỏng vấn của Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ. Xin ông cho biết về tình trạng lừa đảo mạo danh nhân viên ngân hàng để đề nghị hỗ trợ cài đặt sinh trắc học diễn ra trong thời gian gần đây ạ. Các cái đối tượng lừa đảo cũng lợi dụng những khách hàng có khó khăn trong cái việc thực hiện các cái bước để đăng ký cái sinh trắc học trong giao dịch thanh toán. Thế thì chúng giả danh là nhân viên ngân hàng hoặc là nhân viên hỗ trợ khách hàng của các ngân hàng. Có những trường hợp mà nhóm lừa đảo còn xây dựng cả website giả danh của Ngân hàng Nhà nước. Vậy thì bản chất của chiêu trò lừa đảo đề nghị cài đặt sinh trắc học là gì ạ? Các đối tượng lừa đảo mà mạo danh nhân viên ngân hàng hoặc là cán bộ của ngân hàng để hỗ trợ khách hàng nhằm mục đích cuối cùng là họ lấy được cái thông tin cá nhân của khách hàng bằng các cái hình thức kết bạn trên Facebook, Zalo, tạo các cái đường link để dẫn dụ khách hàng truy cập và từ đó chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Trước tình trạng này, trong thời gian tới thì ngành ngân hàng sẽ có những cái giải pháp chỉ đạo như thế nào ạ? Chúng tôi cũng có chỉ đạo các ngân hàng, các tổ chức tín dụng trên địa bàn. Thứ nhất là tăng cường an toàn, bảo mật trong hoạt động thanh toán của ngân hàng. Cái thứ hai là tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông bằng nhiều hình thức truyền thông để làm sao đó có những cái thông tin thiết thực đối với khách hàng và người dân trong việc thực hiện các cái dịch vụ tiện ích mới. Cùng với đó thì ngành ngân hàng sẽ khuyến cáo người dân những cái lưu ý gì để hạn chế tình trạng bị lừa đảo? Chúng tôi cũng khuyến cáo chấp hành cái quy định về việc mở, quản lý và sử dụng tài khoản cá nhân của mình, tuyệt đối không được cho thuê, cho mượn hoặc là cung cấp những cái thông tin cá nhân của bản thân mình cho bất kỳ ai. Thế và khi có dấu hiệu, phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc bị chiếm đoạt tài sản thì kịp thời khóa tài khoản. Phải lưu ý rằng với công nghệ trí tuệ nhân tạo AI từ các thông tin, hình ảnh thu thập được, trong tương lai rất có thể các hacker sẽ tạo ra các bản sao giả mạo hoàn hảo với đầy đủ đặc điểm sinh trắc học của một người nào đó. Từ đó sử dụng để đăng nhập vào các ứng dụng ngân hàng, thanh toán trực tuyến, thực hiện các giao dịch chuyển tiền từ tài khoản của nạn nhân. Vì vậy, cùng với nỗ lực của các cơ quan chức năng trong việc ngăn chặn đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao thì người dân cần hết sức cảnh giác để tránh sập bẫy các chiêu trò lừa đảo dẫn đến các sự việc đáng tiếc xảy ra.